Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp vì một tương lai tốt đẹp. Nhận lời mời của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Namibia Nangolo Mbumba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 12 tháng 9 đã có thông điệp video tham gia sự kiện cấp cao lời kêu gọi toàn cầu về hội nghị thượng đỉnh tương lai. Sự kiện cấp cao được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, có sự tham gia của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc LHQ khóa 79 Philemon Giang cùng gần 50 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ. Sự kiện này nhằm tạo động lực và cam kết chính trị ở cấp cao nhất trước thềm hội nghị thượng đỉnh tương lai sẽ được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York cuối tháng 9 này. Tham dự sự kiện cấp cao lời kêu gọi toàn cầu về hội nghị thượng đỉnh tương lai, lãnh đạo Liên Hợp Quốc và các nước đánh giá trong bối cảnh các thách thức toàn cầu như xung đột, bất bình đẳng và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Hội nghị thượng đỉnh tương lai là cơ hội và bước ngoặt lịch sử để cộng đồng quốc tế thúc đẩy thông qua các thỏa thuận mang tính chuyển đổi, tăng cường đoàn kết quốc tế và chủ nghĩa đa phương nhằm giải quyết các thách thức trên, đề ra các mục tiêu và giải pháp lớn tạo nền tảng cho một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Phát biểu tại sự kiện cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào hội nghị thượng đỉnh tương lai và những nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình, hợp tác và đoàn kết quốc tế để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững, không ngừng phấn đấu để mọi người dân được hưởng thụ đầy đủ những thành quả của công cuộc phát triển và chuẩn bị sẵn sàng cho thế hệ tương lai. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ba đề xuất giải pháp lớn có tính chuyển đổi để thúc đẩy kết quả của hội nghị có ý nghĩa, đó là chuyển đổi về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó Liên Hợp Quốc giữ vai trò dẫn dắt, hỗ trợ các quốc gia phát triển công nghệ mới, chuyển đổi xanh, đặc biệt là công nghệ xanh, năng lượng xanh và tài chính xanh, và chuyển đổi quản trị toàn cầu để có thể ứng phó hiệu quả với những thách thức hiện tại và tương lai.